Truyền thông Thụy Điển dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này cho biết, Stockholm hiện không có kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine, nhưng cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng này. Nếu có đề xuất, nước này vẫn có thể xem xét. Trước đó hồi tháng 4, chính phủ Thụy Điển và Đảng Dân chủ Thụy Điển cánh hữu đã đồng ý phân bổ thêm 28,4 triệu đô la Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia. Quốc gia Bắc Âu này cũng đang có những thay đổi lớn về chính sách quốc phòng và an ninh trong bối cảnh gia nhập NATO. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang trong chuyến công du thứ tư tới Ukraine, nhưng là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký gói viện trợ trị giá 60,8 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Phát biểu tại Ukraine, ông Blinken khẳng định mục tiêu của Mỹ đưa Ukraine trở thành thành viên của NATO và sẽ có những chiến lược cụ thể được vạch ra tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington vào tháng 7 tới để giúp Kiev xây dựng quân đội cũng như tiến gần hơn tới việc gia nhập Liên minh quân sự này.